Update thứ nhất. Bây giờ là 7:30 sáng. Sau khoảng 2 ngày tách cá mẹ ra riêng thì nó đã đẻ những em cá con đầu tiên rồi các bạn ơi. Trong quá trình cho cá đẻ, mình sẽ liên tục bổ sung thức ăn cho nó, đề phòng trường hợp cá bị kiệt sức, mất sức do đẻ quá nhiều. Tập tính của cá bé màu thường lựa những nơi yên tĩnh để đẻ. Chính vì vậy, buổi sáng sớm là thời điểm thích hợp nhất cho cá có thể xả hết những lượng cá con trong bụng ra mà không bị những con cá khác làm phiền. Nãy giờ chiếu đèn quay clip cho các bạn nên cá có vẻ hơi nhát một chút. Mình sẽ đẩy cá lại, đợi tới buổi chiều xem em cá này đẻ được bao nhiêu con nha các bạn. Số lượng cá con và những sự thật thú vị về cá bé màu sẽ có trong update thứ 2 của mình. Cùng đón chờ nha.